Xin chào những người anh em thiện lành và chào mừng các bạn đang quay trở lại kênh YouTube chính thức của TechRoom. Sau khi được lên iOS 13 thì rất nhiều tính năng được nhắc tới, vì dark mode thì iPadOS nhiều thứ hay ho, nhưng mà mình nghĩ thì có những thứ nhỏ hơn nó không được Apple công bố rộng rãi, nhưng mà sau quá trình sử dụng mình phát hiện ra, và mình nghĩ những cái thay đổi update nhỏ này nó sẽ giúp ích rất là nhiều cho những bạn sử dụng những chiếc iPhone đời cũ, những chiếc iPhone mà các bạn đang rất cân nhắc về việc có nên lên iOS 13 hay không. Thì đó là những tính năng các bạn sẽ có được trên những chiếc máy đời cũ khi mà lên iOS mới nhất này. Cái tính năng đầu tiên mình muốn nhắc tới đó là thứ mình thích nhất luôn. Cuối cùng thì Apple cũng đã hỗ trợ người dùng thay đổi, chuyển đổi các mạng Wi-Fi nhanh chóng ngay trong phần Control Center. Cái thứ mà trên Android đã xuất hiện từ Android 6.0 rồi. Chúng ta chuyển đổi nhanh được các mạng Wi-Fi khi mà mạng yếu thì nhanh chóng chuyển cho các mạng mạnh hơn có thể dùng được. Thì bình thường iOS các bạn sẽ phải vào phần cài đặt rồi chuyển đổi. Nhưng ngay thời điểm hiện tại các bạn khi lên iOS 13 thì các bạn có thể dùng Beta Touch hoặc Haptic Engine. Nhấn vào phần này, sau đó nó sẽ mở rộng ra các phần các bạn thấy, và các bạn nhấn vào phần Wi-Fi. Ở đây các bạn có thể chuyển đổi nhanh giữa các cái Wi-Fi, cái nào vào được, cái nào không vào được, các bạn sẽ chuyển đổi nhanh giữa các Wi-Fi này, cực kỳ tiện lợi và nhanh chóng. Không chỉ là Wi-Fi, chúng ta có thể làm điều tương tự với Bluetooth. Chúng ta có thể chuyển đổi, kết nối giữa các thiết bị Bluetooth có kết nối với cái iPhone của mình rất là nhanh chóng và tiện lợi, bằng ngay chỗ Control Center luôn, không cần phải đi đâu xa xôi cả. Và thao tác vừa rồi thì nó cũng chuyển sang tới cái thao tác thứ hai mình giới thiệu các bạn luôn. Đó chính là với những chiếc iPhone đời cũ từ 6S đổ xuống, ví dụ như chiếc SE mình đang có ở đây, thì chúng ta không có Beta Touch, do vậy nên là việc mà chuyển đổi giống như mình nói thì có vẻ không hợp lý đúng không? Nó khó thực hiện. Nhưng không, lên iOS 13 thì tất cả những thiết bị đời cũ này đều được trang bị thêm một tính năng mới, và mình đánh giá rất cao tính năng này. Đó chính là Haptic Engine. Cái tính năng chỉ xuất hiện trên iPhone XR thì bây giờ đã phổ thông với toàn bộ những thiết bị iOS không có Beta Touch. Ví dụ mình sẽ làm tương tự, thay vì thao tác nhấn tác động lực thì các bạn chỉ cần giữ vào một cái tab đó thì nó cũng mở rộng ra, các bạn có thể chuyển đổi Wi-Fi dễ dàng. Em không biết để cho mình nói nhầm hay không, cái này gọi là Haptic Touch chứ không phải là Haptic Engine. Haptic Engine là bộ rung, mình nhầm. Thì các bạn có thể giữ vào bất cứ một icon nào đó, ví dụ như camera chẳng hạn, giữ vào thì các bạn cũng sẽ mở ra những tab, ví dụ như là selfie, quay video, chụp ảnh, quay chậm. Những cái này thì trên những iOS cũ không có, lên iOS 13 các bạn sẽ có thêm tính năng này. Quay lại chiếc iPhone 7 Plus của mình cho nó to, các bạn dễ theo dõi. Mình sẽ nói đến cái điểm thứ ba mình rất là thích, đó chính là mục tăng giảm âm lượng. Thay vì mỗi lần các bạn bật tách âm hoặc là các bạn tăng giảm âm lượng, nó xuất hiện một cái icon thiệt là to ở giữa màn hình, nó gây choáng. Ví dụ các bạn đang xem video hoặc làm gì đó mà tự nhiên xuất hiện một icon thật là to choáng giữa màn hình thì rất là khó chịu. Lần này việc thay đổi phím gia tăng giảm âm lượng như thế này giúp chúng ta khống chế và theo dõi tiện lợi hơn, và nó cũng không bị ảnh hưởng trong quá trình đang sử dụng của chúng ta. Nhiều bạn nói thì nó giống Xiaomi này nọ, nhưng mình nghĩ thì đó chỉ là cách mà Apple đem cái thanh âm lượng từ Control Center đem qua bên này thôi. Và điểm cuối cùng mình cần chia sẻ với các bạn đó chính là Memoji. Cái điểm này thì thật sự rất là hay. Mình tưởng chừng chỉ những chiếc iPhone nào có Face ID, có bộ nhận diện khuôn mặt 3D của Apple thì mới thực hiện được. Nhưng lần này thì Apple đã mang cái bộ Memoji từ trên phiên bản iOS trước của những chiếc máy mà có Face ID á, thì xuống những máy đời cũ hơn. Các bạn sẽ không có cái ứng dụng để quét khuôn mặt, nhưng các bạn có thể tùy chỉnh một cái bộ icon cho giống mình nhất để sử dụng hàng ngày trong những cái app nhắn tin, ví dụ như là iMessage, hoặc có thể sử dụng trong cả Messenger này nọ đều rất tiện lợi luôn. Chúng ta có thể tạo ra một khuôn mặt với rất nhiều thay đổi, ví dụ kiểu tóc này, lông mày, mắt, đầu, mũi, miệng. Những cái này thì chắc là các bạn đều biết cả rồi, nhưng mà nó tinh chỉnh tạo ra một bộ icon rất là dễ thương. Ví dụ như ở đây là đó, như các bạn thấy ở đây mình đã tạo một bộ icon từ gương mặt của mình, rất giống và hay ho đúng không? Đó là những thay đổi mình đánh giá rất cao trên iOS 13, giúp cho những người dùng những chiếc iPhone đời cũ, ví dụ như là 6S này, SE hay là iPhone 7, 7 Plus giống như mình, có thể sử dụng thoải mái và vui vẻ hơn với chiếc điện thoại của mình. Nếu các bạn thật sự hứng thú với những cái tính năng mới này thì các bạn nên nâng cấp lên iOS 13 để trải nghiệm. Còn những bạn nào mà vẫn sợ giật lag hoặc là ưu tiên trải nghiệm mượt mà, thời lượng pin trâu, thì mình nghĩ ở lại với iOS 12 thì vẫn ok hơn. Đó là những nhận định cá nhân của mình. Còn cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, share, subscribe và thông báo để không bỏ lỡ video mới đến từ TechRoom. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.